Các bạn anh chị thân mến, hôm nay mình tiếp tục nói về cái chuyện phát triển cái mô hình Bồ Đề Tâm đó. Thì đây là cái phần thứ 8 trong cái chương trình này, và mình đã nói tới cái phần mà phát triển cái thâm tâm và ở trong cái phát triển cái tu phương tiện, gọi là tu phương tiện. Thì trong cái tu phương tiện này ấy, là nó có nhiều cái tiết mục trước, nhưng mà cái tiết mục đặc biệt này ấy, là cái tiết mục mình gọi là mình phải tu cái phương tiện, là mình phải xây dựng một cái cộng đồng online, build một cái online community, xây dựng cộng đồng online đó, và xây dựng một cái văn hóa của mình ấy, không những là online mà thôi, mà cái văn hóa mình ở trong cái cuộc sống nữa. Tại vì xây dựng cái văn hóa đó là mình xây dựng cái dòng sông để cho con cá nó bơi. Nhiều khi là mình làm trong tất cả các chuyện gì mình làm đó, là mình dạy đạo hay là mình dạy pháp, giảng pháp, là nhiều khi là thí dụ như thầy nói là thầy chỉ dạy cho bà con đó là cái đạo này cái đạo kia, tu làm sao tu làm sao, 6 chữ T, 3 chữ dung hay là 3 chữ dễ, vân vân. Thì cái đó là mình gọi là mình dạy con cá làm sao nó bơi, cái vây làm sao mà vung cái vây này, vậy cái đuôi kia, nhưng mình không dạy được cái chuyện quan trọng nhất là mình tạo cái dòng sông cho con cá nó bơi. Tạo dòng sông con cá nó bơi là đòi hỏi cả cái tập thể của mình ngồi lại với nhau để cho mình xây dựng cái dòng sông, xây dựng một cái văn hóa. Văn hóa là cái dòng sông, không có văn hóa lắm có dòng sông. Cái văn hóa của Hội Thủy Biên Hồng Sư là cái văn hóa của tình thương, cái văn hóa của sự tha thứ, cái văn hóa của sự khai mở mở rộng, cái văn hóa của cái tâm linh. Mình không xây dựng một cái văn hóa mà của chính trị, bởi vì nó không có trường tồn được. Mình không xây dựng một cái văn hóa ích kỷ là chỉ có vì cá nhân, vì cái tiền bạc, vì cái ích lợi cá nhân. Mình không xây dựng cái loại văn hóa đó. Nhưng mà cái loại văn hóa đó nó phải hiện hiện ở hai chỗ: physical, tức là thật sự là có những cái người sống như vậy, và online, tức là thật sự ở trong những cái social media site là mình có thể mình nói lên cái chuyện đó. Thì các bạn thấy nhiều khi bạn lên Facebook thì bạn thấy là nói cái chuyện, nói những cái câu chuyện đẹp đẽ này đẹp đẽ kia, khoe cái này ăn uống cái chỗ kia ngon, cái chỗ tới cái chỗ này been there done that, nhưng mà nó không nói đến một cái cộng đồng, cái mẫu số chung là mình muốn tạo thành một cái văn hóa của cái tình thương để cho người ta lên này người ta bớt phiền não. Thì thầy thầy không lên Facebook một thời gian cũng khá lâu rồi, cả năm nay không lên, nó lâu rồi lên chọt lên cái, nhưng mà thầy cảm nhận rằng là thí dụ như là các bạn mà có cái online community thì các bạn phải làm sao mà xây dựng cho được một cái văn hóa của tình thương cho người ta cảm nhận được, mình connect được để người ta cảm thấy rằng rõ ràng những cái giá trị mà văn hóa đó nó có nằm trong đó. Cho nên đầu tiên cả là mình xây dựng một cái community online đó đó, mình sử dụng những cái phương tiện từ YouTube cho đến Cloud Sound, Instagram, bla 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 bla, tất cả cái gì đó mà nó có thể tạo ra cái hình ảnh, tạo ra cái giá trị, tạo ra cho người ta biết được đấy, cái văn hóa của mình. Từ cái website, cái tên, cái mobile web, trong cái trên đến cái e-letter, cái e-news đó, hay là tất cả cái gì đó mà mình có thể làm cho người ta cảm nhận rõ ràng được cái giá trị quan của mình đó, thì đó là tốt lắm. Cho nên đó, do xây dựng một cái media đó đó, một cái mình gọi là cái social media đó đó, thì tự nhiên là mình mới cột nối được với những cái người ở phương xa, những cái người ở cái chỗ mà không cùng sống chung với mình, và nhất là cái thế hệ trong tương lai nữa. Thành do đó trong một trong cái phương tiện mà giáo dục mà quan trọng nhất của cái thời đại bây giờ, và trong cái phương tiện để cho mình tu hành bây giờ đó, mà trong cái phần này đó mình gọi là thâm tâm đó, là mình phải bắt đầu tập viết, tập post, tập upload lên những cái chuyện mà mình cho là giá trị, rất là giá trị của cái tổ chức, cái hội mình, để cho người ta bắt đầu hiểu được. Và đó là một trong những cái phần mà nhờ như vậy đó mà mình có thể hiểu biết lẫn nhau, có chia sẻ lẫn nhau một cách mau mắn nhất, và những cái giá trị quan đó đó nó sẽ evolve. Tức là năm nay mình post cái đó, sang năm thì mình thấy là tôi nói năm ngoái tôi nói như vậy, nhưng năm nay tôi nghĩ khác rồi, thì mình có cái chuyện để mình reflect lại, mình nhìn lại chính mình, và mình sẽ mở rộng ra. Cho nên cái phương tiện media nó quan trọng lắm. Và trong cái đời bây giờ đó, nhiều khi là mình phải dạy community của mình làm sao mà get online. Có nhiều người bây giờ cũng biết làm sao biết email nữa, cho nên mình phải giúp đỡ những người mà trong nhóm, trong hội, để họ biết email, họ biết lên web đọc, họ biết đi search, mình tìm ra cái chỗ của mình, và họ biết được là cái giá trị họ làm sao mà họ phát biểu được. Và nhiều khi các bạn biết không, trong cái cuộc sống của bây giờ đó, có nhiều người đó họ rất mong muốn gặp được bạn bè cũ, gặp được người xưa, gặp được những cái, nhưng mà họ không biết làm sao họ lên web. Nhưng mà khi mà các bạn mà xây dựng một cái online community đó, là các bạn giúp họ connect với cái mạng lưới nhân duyên của họ. Và đó là cái lý do mà tại sao mình phải sử dụng cái phương tiện media, thì mình sẽ làm cho cái mạng lưới nhân duyên này nó thắt chặt hơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe cái phần mà cuối cùng của cái thâm tâm, tức là cái phần mà
mình gọi là tu phương tiện,